từ khi quen em phút ban đầu, cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm. Cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hàng mong. Giờ bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đính hôn của anh thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh. Cho anh cuộc sống mới đầy ấp tiếng cười rộn vàng. Cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về. Cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh. Dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày. Hãy làm vợ anh yêu. Lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đính hôn của anh thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh. Cho anh cuộc sống mới xuân vàng. Cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về. Cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời ai. Dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày. Hãy làm vợ anh yêu. Cuộc sống mới đầy ắp tiếng cười rộn vàng. Cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về. Cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Gian khó ta đã có nhau rồi, hãy làm vợ anh em nhé, người yêu ơi. Ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình tổn thương. Anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt.
giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Họ nhà trai mình đi là vào trong đấy là bây giờ có tất cả công các bà đây, thì bây giờ là mình lễ là về phần lễ đấy, là có cái lễ đám cưới đấy là mình đặt ở trong kia thì mình vào trong đấy mình nhận. Thế còn có bốn cái lễ mà mình phải làm và mình thống nhất với người ta hôm trước là gồm có lễ hôm nay vào là phải có cái lễ là đầu tiên là thi cưới, sau đó là đến không đặt tài thứ ba, cái thứ nhất là cái xin ăn hỏi, cái đầu tiên là cái ăn hỏi, cái thứ hai là cái xin cưới, cái thứ ba là đặt tài, thứ tư là cái xin dâu. Nhưng mà về phần lễ là như thế, nó khác hẳn với mình, có nhiều cái tên gọi thì mình còn quên, cho nên không còn phải ghi đấy. Thì thôi bây giờ là về phần lễ trong nhà mình thì mang đi, bây giờ sau bà thu thì bà nga thì bà không mà là vì còn bây giờ được cũng chưa dậy, tôi đi vào thắp hương cụ cái báo cáo các cụ để nhà mình đi vào làm thủ tục với nhà cái thằng kia. Sau đây là tôi và các bà là trầu thương cao, trầu quấn quanh buồn cao, cầu thủy chung dây trầu, cầu đứng bên dương trầu. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau, cầu lẽ đôi dây trầu, cầu buồn buồn làm sao. Trầu là trầu thương cao, trầu ước mơ làm sao, cầu ấy cầu thương trầu, cầu ước mơ tình đầu. Lời nguyện thề bên nhau, tình mãi luôn gần nhau, câu ước mơ ban đầu duyên nồng đừng buồn đau. Xa cao trầu nhớ, dáng cao trầu buồn, trầu ơi sao thương quá, cao ơi sao mặn mà. Duyên trầu còn quấn quýt bên nhau, trầu xanh bao nhiêu lá, tình cao thêm đậm đà. Cao ơi chung tình cùng trầu xanh, bên nhau đừng để duyên lỡ làng. Muôn đời tình hồn bên nhau mãi, trăm năm duyên tình đẹp trầu cao. Trầu mà trầu xa cao, trầu nhớ nhớ làm sao. Câu ơi câu xa trầu, câu lẻ loi buồn rầu. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau, duyên kiếp đôi câu trầu, duyên tình đẹp trầu cao. Câu đẹp dưới dây trầu, cùng quấn quýt nhau, cùng thương mến nhau. Cao bên lá trầu xanh, thắm duyên ân tình mây muôn đời. Trầu là trầu thương cao, trầu quấn quanh buồn cao, câu thủy chung dây trầu, câu đứng bên dương trầu. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau, câu lẽ đôi dây trầu, câu buồn buồn làm sao. Trầu là trầu thương cao, trầu ước mơ làm sao. Câu ấy câu thương trầu, câu ước mơ tình đầu. Lời nguyện thề bên nhau, tình mãi luôn gần nhau, câu ước mơ ban đầu, duyên nồng đừng buồn đau. Xa cao trầu nhớ, dáng cao trầu buồn, trầu ơi sao thương quá, cao ơi sao mặn mà. Duyên trầu còn quấn quýt bên nhau, trầu xanh bao nhiêu lá, tình cao thêm đậm đà. Cao ơi chung tình cùng trầu xanh, bên nhau đừng để duyên lỡ làng. Muôn đời tình hồn bên nhau mãi, trăm năm duyên tình đẹp trầu cao. Trầu mà trầu xa cao, trầu nhớ nhớ làm sao. Câu ơi câu xa trầu, câu lẻ loi buông rầu. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau,
duyên kiếp đôi câu trầu, duyên tình đẹp trầu cao. Xa cao trầu nhớ, dáng cao trầu buồn, trầu ơi sao thương quá, cao ơi sao mặn mà. Duyên trầu còn quấn quýt bên nhau, trầu xanh bao nhiêu lá, tình cao thêm đậm đà. Cao ơi chung tình cùng trầu xanh, bên nhau đừng để duyên lỡ làng. Muôn đời tình hồn bên nhau mãi, trăm năm duyên tình đẹp trầu cao. Trầu mà trầu xa cao, trầu nhớ nhớ làm sao. Câu ơi câu xa trầu, câu lẻ loi buông rầu. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau. Duyên kiếp đôi câu trầu, duyên tình đẹp trầu cao. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau. Duyên kiếp đôi câu trầu, duyên tình đẹp trầu cao. Chẳng khi nào rời xa, hai đứa yêu nhau không tính toán ngày sau. Nhưng cuộc sống không như là mình đang mơ, chẳng thể mãi yêu nhau khi không có gì trong tay. Giờ hai đứa cố gắng lo cho sự nghiệp tương lai, nguyện sẽ vẫn giữ mãi một tình yêu lâu dài. Từ nay mình sẽ cố gắng hết mình và bạn trong buổi sáng ngày hôm nay tại địa chỉ thôn Ly Kiều, Trung Chí, Nông của Thanh Hóa để cùng chung vui trong khoảnh khắc chương trình ăn hỏi chuyện cưới đám này, lễ vui kỳ đón dâu với cô dâu Ngọc Linh và chàng thân chú rể Quang Anh đã được diễn ra trang trọng lịch thiệp tại gia đình nhà gái của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, lời nói đầu tiên thường lệ cho phép ban tổ chức thay lời gia đình nhà trai nhà gái, thay lời của thân chú rể cô dâu gửi tới tất cả các bà cô dì chú bác đại diện của hai bên gia đình chồng cậu với lời cảm ơn chân thành, lời chào nồng nhiệt tới toàn thể quý vị xin chào đây chúc mừng nha. Thưa quý vị thân mến, để nói về tình yêu hôn nhân vợ chồng, cho dù ngày hôm nay với Ngọc Linh và Quang Anh đang công tác tại nơi phương xa, nhưng thật là đón nhận chắc chắn lúc này đây thật nhiều niềm vui trong cuộc sống đã được hai bên gia đình đang tại quê nhà để hôn thêm đắp say thông qua những kết cấu tuyệt vời để hai bạn chính thức của hôn nhân vợ chồng. Mà trong những ngày trước vì dịch bệnh hết sức khó khăn phức tạp mà đôi bạn chưa hoàn tất ở chương trình đại lễ thành hôn, ngày hôm nay thì những tháng ngày đẹp cho phép gia đình nhà trai chúng tôi cùng trở về thông qua những kết cấu tuyệt vời này để xin phép gia đình nhà gái để cho tân cô dâu Ngọc Linh chính thức lựa chọn người bạn đời là tình chồng vợ với chàng trai Quang Anh. Thưa quý vị, trong những tháng này vì khoảng gần đó và đôi bạn đã công tác nơi phương xa, quá trình tìm hiểu yêu đương kỹ lưỡng đã cùng về đưa mẹ cùng cha với sự mong muốn để xây dựng hôn nhân vợ chồng trong một khối đại gia đình lớn. Bởi vậy ngày hôm nay theo phong tục tập quán địa phương người quê Thanh Đông Cấu, gia đình nhà trai tôi cùng trở về mang theo tất cả những nghi thức, những thuần phong mỹ tục để trở về xin phép gia đình nhà gái cho một tình yêu trọn vẹn của hai bạn. Thưa quý vị, trong những ngày hôm nay được sự cho phép của những quyền sở tài, được sự đồng tình nhất trí cao của nhà trai nhà gái, ban tổ chức của tôi tự hào chính thức khai mạc chương trình ăn hỏi xin cưới đám này với hai bạn Ngọc Linh và Quang Anh với cái đầu ăn hỏi xin cưới đám này. Lễ cung kính đón dâu chính thức được phép bắt đầu. Sau những tràng pháo tay của toàn thể quý vị ạ, được diễn ra thành công trọn vẹn ngay lúc này, ban tổ chức xin được chào đón toàn thể các bà đến với thủ tục đầu tiên theo truyền thống được gọi là lễ vấn danh để cho hai bên gia đình tiện giới thiệu toàn thể các bà đại diện cho cơ quan đồng nghiệp bạn bè nơi hai bạn công tác làm việc cùng với đại diện gia đình nhà trai nhà gái. Thưa toàn thể đối với gia đình nhà trai đến từ Tiên Du, Bắc Ninh có mặt tại Nông Cống, quê Thanh,
người nông thống quê Thanh luôn vốn trọng nghĩa tình, và nên ngay lúc này xin được chào đón một vị đại diện gia đình nhà trai hãy lòng khởi thân đứng dậy để có đơn lời phát biểu giới thiệu thành phần toàn thể ông bà đại diện cho đội tộc ngoài tộc, để tiện những lời đàm đạo những cây trầu sẽ được phép ra đón và nhận thành công và tròn vẹn. Ngay bây giờ xin được chào đón và xin mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể gia đình họ nhà gái, được hai bên gia đình cho phép, sau một thời gian tìm hiểu, hai cháu là Quang Anh và cháu Linh đã bén duyên đôi lứa. Được sự nhất trí của hai gia đình, hai họ hôm nay chọn ngày này tháng tốt, họ nhà trai chúng tôi có tổ chức rất lễ ăn hỏi cháu Linh. Có mặt trong buổi rất lễ ăn hỏi cháu Linh hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện họ nhà trai chúng tôi gồm có: tôi là Vinh, là bác của cháu Quang Anh. Tiếp theo với tôi là bà Mơ, là mẹ sinh ra cháu Quang Anh. Tiếp theo là đến ông Trâm, là cậu ruột của cháu Quang Anh. Tiếp theo là đến ông Tú, là chú ruột của cháu Quang Anh. Tiếp nữa là đến ông Lành, là cậu của cháu Quang Anh. Tiếp nữa là đến cô bà Thu, là cô của cháu Quang Anh. Tiếp theo là đến bà Hồng, là già của cháu Quang Anh. Và tiếp theo là bà Nga, là dì của cháu Quang Anh. Kính thưa các cụ, theo phong tục tập quán thì hôm nay họ nhà trai có sửa cái lễ bao gồm có chầu cao và rượu dẫn sang họ nhà gái. Trước là để cúng các cụ gia tiên, sau đó là để báo cáo với họ hàng bên nội bên ngoại và sử dụng cho ngày ăn hỏi của cháu. Sau đây xin ý kiến của họ nhà gái. Dạ vâng, xin được chân thành cảm ơn phát biểu đại diện gia đình nhà trai đã cùng trở về, đã có đôi lời xin phép cùng với gia đình nhà gái ngày hôm nay để những khoảnh khắc, những tương lai dở người để xây dựng hôn nhân vợ chồng của hai con, đó là Quang Linh và quý vị Quang Anh và Ngọc Linh chính thức xây dựng tình hôn nhân vợ chồng. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn lời lễ vấn danh đại diện đủ đầy đến từ phía gia đình nhà trai, và chắc chắn ngày hôm nay gia đình nhà gái của chúng tôi cũng không ngoại lệ, sẽ có một vị đại diện để có đôi lời đáp nghĩa đáp từ với gia đình nhà trai chúng tôi. Xin được đồng nhận chào đón và xin mời. Xin kính chào Hồ Nội, Hồ Ngoại của các cháu. Ở đây xin giới thiệu, đây là mẹ cháu Linh, tôi là bác cả. Đây là coi như là chú Quang, thậm chí bên nội và bên nội, bên ngoại rất đông. Thì cũng giới thiệu với chung như thế. Hôm nay cháu Linh đã đến cái tuổi nhà nước cho phép xây dựng gia đình, và theo yêu cầu của cháu Linh, cháu là cũng xin phép ông cha chú á để xây dựng gia đình. Và hôm nay có đồ lễ vào xin ăn hỏi nộp tài xin cưới. Thế thì tôi đại diện cho bên họ gái xin nhận cái đồ lễ này và bàn giao lại cho ban tổ chức thế này. Dạ vâng, xin được thành cảm ơn những lời phát biểu chân thành đại diện gia đình nhà gái. Thưa toàn thể các bà, ngày hôm nay gia đình nhà gái của chúng tôi luôn là chủ nhà lòng mến khách, và qua đây cũng là tinh thần trách nhiệm để vun thể đắp xây dành cho mối duyên lành trăm năm với hai bạn Ngọc Linh và Quang Anh, nên sự bén duyên chồng vợ, những niềm vui rộn ràng cùng với không khí tưng bừng và những lời chúc của toàn thể quý vị cũng là điều kiện đúng và cần. Thưa quý vị thân mến, để quay trở lại với những thuần phong mỹ tục không thể thiếu được trong sự kiện trọng đại chương trình ăn hỏi chứng nào tài lễ vui quy đón dâu của hai bạn. Thưa quý vị, với Ngọc Linh và Quang Anh, họ đến bên nhau như một tất yếu trong cuộc sống, đó là mong muốn xây dựng tình hôn nhân vợ chồng trong một khối đại gia đình lớn. Họ cùng về thư mẹ cùng cha để rồi ngày hôm nay cho bố Huy mẹ Mơ đến từ giới tế Phú Lâm Tiên Du Bắc Ninh đã trở về tại quê Thanh Nông Cống, mang theo tất cả những nghi thức trọn vẹn theo một nét đẹp truyền thống để mong muốn dâng lên ông bà bố mẹ đợi đến từ phía gia đình nhà gái chấp thuận để cho tân cô dâu Ngọc Linh nơi em sẽ đến đem trở về chính thức làm dâu con nhà người tại gia đình nhà trai. Ngày hôm nay gia đình nhà gái của chúng tôi có mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi nấng dạy dỗ nên người cho tân cô dâu Ngọc Linh chính thức lựa ra người bạn đời, đó là Quang Anh. Suốt thời gian đời còn lại là tình chồng vợ, là những điều tốt đẹp tương lai dạng người. Bởi vậy ngày hôm nay gia đình nhà trai tôi cùng trở về mang theo với 4 cây trầu với 4 nội dung ý nghĩa khác nhau như sau. Cây trầu thứ nhất đó là cây trầu ăn hỏi chính thức
là trên phép gia đình nhà gái để cho Quang Anh và Ngọc Linh sự bén duyên chồng vợ. Ngày xưa còn được gọi là lễ dâng hương khi chàng trai cô gái họ đến bên nhau. Cây trầu này định nghĩa với việc đã là dâu con nhà người. Cây trầu thứ hai là cây trầu ấn định ngày giờ, cũng là mang ý nghĩa trên cưới. Cây trầu thứ ba là cây trầu dẫn lối đà tài, kèm theo đó bảy mâm xí lễ là hương vị của dân tộc Việt Nam, đã gói ghém trọn vẹn trang hoàng lịch thiệp trở về gia đình nhà gái. Và ngày hôm nay cho phép gia đình nhà trai chúng tôi về đường xá xa xôi, về những khoảnh khắc tạo một điều kiện cảm thông cho gia đình mang theo cây trầu, đó là đại lễ xin dâu. Trong những thời gian khác, nếu thời gian tốt đẹp cùng với chú rể và cô dâu trở về nước, thì những thời gian đó thì hai bên gia đình tọa đàm để đưa ra ngày giờ chính xác để long trọng báo hỷ tới toàn thể của các bà chương trình đại lễ thành hôn. Ngày hôm nay tại gia đình nhà gái để hoàn tất những thủ tục quan trọng theo nghi thức với trọn vẹn hai bên gia đình đúng phong tục tập quán địa phương. Bởi vậy gia đình nhà trai chúng tôi xin phép người mẹ gia đình nhà gái, nếu như người bác, người anh, người chị thay người đó là bố thân sinh ra tân cô dâu, thì hãy vui lòng cùng đứng cùng với người mẹ, một người thì nhận rượu, một người thì nhận trầu cùng gia đình nhà trai chúng tôi. Vui lòng bố và mẹ thân sinh ra với Quang Anh, nếu được có đi tất cả ở đây thì vui lòng bố thì rượu, mẹ thì trầu, vui lòng cởi thân đứng dậy trao đón và nhận cho gia đình nhà gái của chúng tôi đi ạ. Xin mời hai bên gia đình vui lòng cởi thân đứng dậy đi nào. Trở về đây, đó là dành những chào tay để chúc mừng đi ạ. Với cây trầu đầu tiên đó là cây trầu hai bên gia đình phải đứng dậy nhiều. Ngày hôm nay cây trầu ấn định ngày giờ là không phải tất cả quý vị có mặt tại đây, và quý vị cô dâu và chú rể không có tại chương trình, nên ngày hôm nay chỉ đưa ra đó là cây trầu ấn định ngày giờ theo phong tục tập quán địa phương, nên chúng ta trao luôn cây trầu ấn định ngày giờ luôn đi ạ. Và sau đó thì sau thời gian khoảnh khắc nào đó, những thời gian tốt đẹp mà chú rể và cô dâu thấy thích hợp, thì ta sẽ cùng tổ chức chương trình lễ thành hôn. Xin mời hai bên gia đình chúng ta trao luôn cây trầu ấn định ngày giờ luôn đi ạ. Thưa quý vị, con người luôn có tổ, có tông, uống nước nhớ nguồn là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Hiện cây trầu này chú rể cô dâu không có mặt tại hôn trường cưới của gia đình nhà gái, thì chúng tôi nhờ một người đại diện, đó là thay chú rể cô dâu và thay người mẹ thân sinh ra tân cô dâu, cùng với hai cây trầu chai rượu này để lại dâng hương ông bà tiên tổ để chấp thuận cây trầu đón nhận hai cháu hai con sự bén duyên chồng vợ. Một lần nữa xin được chào đón người đại diện cùng với cây trầu này mang lại bàn thờ gia tiên tiên tổ để dâng hương. That some things are meant to be, and that you make a better me every day. I love you. I never thought that dreams came true, but you've shown me that they do. You know that something new.
chạm một tay để chúc mừng nhà. Xin được chân thành cảm ơn nghệ sĩ khách mời đã cảm ơn chân thành gửi gắm tới cao cấp và mở cao lên cây cao bóng cả chính thức ăn những miếng trầu nghĩa, những miếng trầu tình. Và chắc chắn rồi từ môn đời nay miếng trầu đó luôn có biểu trưng văn hóa thật là đẹp để kết nối cộng đồng với dân tộc Việt Nam. Và thưa quý vị, cũng là cây trầu đó chính thức hai bạn Ngọc Linh và Quang Anh ngày hôm nay đã là vợ là chồng, có sự quan tâm tất cả ông bà bố mẹ của hai bên gia đình cùng với sự xoay thiêu của tất cả bà con láng giềng đã cùng chung vui trong khoảnh khắc được nói được trọn vẹn và thành công. Thưa quý vị, để quay trở lại với cây trầu thứ ba, đó là cây trầu dẫn lối lạc này kèm theo những bông xinh đẹp rất trầu này. Và ban tổ chức một lần nữa nhắc tới hai bên gia đình khi trao ta luôn đứng tại nguyên để trao luôn cây trầu là đó là đại lễ xin dâu để cho hai bên gia đình không phải đứng dậy nhiều và để tiếp tục theo chương trình với các mâm xính lễ được phần lễ sau này. Bởi vì cây trầu đại lễ xin dâu ngày hôm nay gia đình nhà trai nhà gái cô dâu chú rể hiện không tại có mặt tại gia đình nên chúng ta trao luôn để cho thời gian ngắn gọn và nhanh chóng để chúc mừng của hai bạn với Ngọc Linh và Quang Anh. Và cây trầu dẫn lối lạc tài lần nữa xin mời hai bên gia đình vui lòng khởi thân đứng dậy trao đón và nhận. Đó là cây trầu dẫn lối lạc tài. Xin được chào đón và xin mời. Chúng ta trao luôn cây trầu ở đại lễ xin dâu luôn đi ạ, để cho nhà khoa thiên tiếp ảnh lưu lại với bốn cây trầu trọn vẹn. Xin mời. Ngoài cây trầu, tất cả bốn mâm xính cùng với bốn cây trầu, gia đình nhà trai có một chiếc cổ hộp đạo Linh và Quang Anh. Và ngoài những bốn cây trầu đó, gia đình nhà trai đã chuẩn bị với bảy mâm xính lễ để trở về là sự xin phép gia đình nhà ái cho chàng trai Quang Anh của chúng tôi sự hạnh phúc bền vững với tân cô dâu Ngọc Linh. Và bây giờ xin mời hai bên gia đình chúng ta hãy vui lòng khởi thân đứng dậy để lần lượt trao những mâm xính lễ để cho nhà quay phim các ảnh lưu lại. Gia đình nhà ái sẽ có trách nhiệm di chuyển lại những bàn thờ ra tiếp tiếp tục để chấp thuận tất cả những mâm xính lễ này. Chúng tôi nhờ hai bên gia đình vui lòng khởi thân đứng dậy đi ạ. Miếng cao ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn thiết sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng thiền đã sang sông đậu bến uyên ương đang bình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay nhà trai bố mẹ bố huy mẹ mơ đến từ giới tế Phú Lâm Kim Dụ Bắc Ninh đã trở về tại với đông khẩu quê thanh chính thức đã được trọn vẹn qua bốn cây trầu ăn hỏi trên thứ nào tài lễ vương quy đón dâu đã được sự quan tâm soi thiêu của toàn thể bà con công phố Nam Dương toàn thể những cơ quan đồng nghiệp bạn bè đã cùng trở về thành công và tốt đẹp. Sau chương trình lễ đạt tài cho phép gia đình nhà gái của chúng tôi trân trọng gửi tới toàn thể các bạn cô chị chú bác đang có mặt tại hội trường hãy cùng giáng lại để chung vui bữa cơm thân mật cùng với nhà gái chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Như vậy ban tổ chức mạnh dạn khép lại chương trình ăn hỏi trên thứ nào tài lễ vương quy đón dâu của hai bạn Ngọc Linh và Phong Anh tại gia đình nhà gái đã thành công và tốt đẹp. Luôn chúc mọi người về nhà sức khỏe và hạnh phúc. Xin kính chào và xin mời.
em yêu. Anh chỉ muốn nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh với em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ nguôi, mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi.